Ok, hôm nay chúng ta sẽ chữa đề giáp số 10, được chưa? Rồi chiều nay đi học, chúng ta sẽ sửa đề giáp số 12. Tại vì đề giáp số 12 đã có video clip, cho nên là mình sẽ sửa đề giáp 12 chiều nay, ok không? Đó, rồi buổi học bù hôm sau đó, thì mình sẽ sửa đề giáp 11, xong rồi 13, rồi xong rồi 14, được chưa? Đó, vậy đó. À, chúng ta bắt đầu sửa đề giáp số 10 thôi. Câu số 1. Thiết bị soi tiền giả khi được sử dụng không thể phát ra bức xạ điện từ nào sau đây? Được chưa? Để soi tiền giả hay là để làm cho các cái hoa văn, cho các cái hoa văn ẩn ở trên cái tờ tiền nó phát quang. Hiểu không ạ? Thì cái tia chiếu vào á, nó phải mạnh hơn ánh sáng nhìn thấy. Hình dung không? Đó. Những cái hoa văn ẩn trên tờ tiền á, nó cần được kích thích quang phát quang để nó nổi vân lên, đúng chưa? Để nó nổi vân lên thì kích thích quang phát quang thì phải dùng ánh sáng nằm trong vùng mạnh hơn ánh sáng khả kiến, hoặc là có thể bằng ánh sáng khả kiến, được chưa? Thì không thể nào dùng tia hồng ngoại được, không thể nào dùng tia hồng ngoại được, chỉ có thể dùng tia tử ngoại nè, mạnh hơn ánh sáng nhìn thấy, có khả năng kích thích để gây ra để phát ra được ánh sáng nhìn thấy, hoặc là ánh sáng nhìn thấy mạnh, đúng chưa? Đó. Phát quang gây phát quang để ra được ánh sáng nhìn thấy yếu. Rồi tia ít, đúng chưa? Đó. Còn tia hồng ngoại là không thể, được chưa? Câu số 2. Chu kỳ dao động điều hòa là chu kỳ dao động điều hòa thì nó có hai cái định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đúng chưa? Câu số 2 là khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái cũ, được chưa? Đó. Đáp án là câu C. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái dao động. Được chưa? Khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu thì chưa chắc đâu bạn ơi. Chưa chắc đâu. Đúng chưa? Tại vì thầy ví dụ nha, nếu chúng ta xuất phát nếu chúng ta xuất phát đi chung một chuyến ra đời vậy nè, ví dụ như này là trừ a nè, này a đi, đúng chưa? Thì thí dụ như chúng ta phải xuất phát từ đây, chúng ta chạy ra đây xong chúng ta trở về vị trí cũ thì cái này có phải chu kỳ đâu, đúng chưa? Chúng ta đi về vị trí cũ nè thì nó có phải chu kỳ đâu, đúng chưa? Nó phải là trở lại vị trí ban đầu theo hướng cũ thì lúc đó nó mới là dao động, chu kỳ dao động, được chưa? Còn cái này là chưa chắc. Câu B, số dao động toàn phần thực hiện trong một giây thì đây chính là tần số. Câu D, khoảng thời gian bật đi từ bên này sang bên kia của quỹ đạo chuyển động. Bên này sang bên kia là gì không hiểu luôn, đúng chưa? Chấm hỏi bên, chấm hỏi bên. Được chưa? Chấm hỏi bên, bên là sao? Ok. Câu số 3, điện từ trường biến thiên xuất hiện xung quanh cái gì? Điện từ trường biến thiên sẽ xuất hiện xung quanh điện tích dao động hoặc là dòng điện biến thiên, đúng chưa? Điện tích dao động hoặc dòng điện biến thiên. Thì ở đây chúng ta có nam châm hình chữ U đứng yên. Thì cái này có biến thiên gì đâu, đúng chưa? Dòng điện không đổi. Dòng điện không đổi ha. Xung quanh một cái dòng điện không đổi là không có điện từ trường biến thiên. Tại vì phải là dòng điện thay đổi mới đúng, đúng chưa? Câu C, dòng điện xoay chiều đây. Dòng điện thay đổi đây, đáp án là câu C. Nam châm đứng yên sai luôn, ok chưa? Ở nó có phải có sự gì biến thiên từ trường hoặc là biến thiên điện trường thì mới có điện từ trường, hiểu không? Ở cái ban đầu của nó là phải có biến thiên từ trường, mà muốn biến thiên từ trường thì sao? Thì nó phải có cái vật làm nên từ trường trước, là nam châm nè, điện tích chuyển động nè, hoặc là dòng điện nè, đúng chưa? Đó. Vậy ban này nó phải có một cái gì đó thay đổi, đúng chưa? Hoặc là E biến thiên. Mà E biến thiên là gì? E biến thiên thì E thì gây ra bởi điện tích, đúng chưa? Chỉ cần điện tích nó sao? Thay đổi cái gì đó là được, đúng chưa? Đó, thay đổi khoảng cách hay là thay đổi gì đó. Nói chung là chuyển động hoặc là gì đó ha. Rồi, nói chung là dòng điện xoay chiều. Xung quanh dòng điện xoay chiều là dòng điện biến thiên điều hòa thời gian, đúng chưa? Theo luật hàm sin hàm cos. Thì lúc đó điện từ trường của mình sẽ biến thiên.
sẽ xuất hiện điện từ trường biến thiên ha. Câu số 4, trong các đồ thị dao động ở hình bên, hình nào biểu diễn dao động do âm thoa? Mọi người nhớ cho thầy luôn. Âm thoa là một cái thứ rất là đặc biệt nha. Âm thoa là một cái dụng cụ phát ra âm rất là đặc biệt. Gõ cái bon cái là nó ra đồ thị hành xin luôn, đúng chưa? Đồ thị của âm thoa. Đồ thị của âm thoa. Chờ chút. Ai đồ thị của âm thoa? Đây là âm sắc cho cái loa. Đây là người hát, người nói. Người nói thì nó vậy ha. Nè. Âm thoa là cái này nè. Âm thoa là giống như cái hình móng ngựa nè, đó. Rồi thấy ông gọi cái bon cái là nó ra đồ thị hình xin luôn. Âm thanh nó đẹp ở chỗ đó đúng không ạ? Ở tiếng sáo thì nó vậy. Tiếng sáo thì nó hơi bị răng cưa, đúng chưa? Tiếng sáo thì nó hơi bị răng cưa. À. Này là cái máy phát tần số nó phát ra cho nên là nó đều vậy là bình thường ha. Đó, ok. Được chưa? Nhớ âm thoa là nó phải ra cái gì nhỉ? À là nó phải ra đồ thị hình xin. Thì nó là hình số 2. Nhớ nha. Hình số 2 là câu C nha, mấy lý. Được chưa? Hình số 2 lại là câu C nha. Đâu mà hợp lý luôn. Rồi, câu số 5. Gọi M là khối lượng hạt nhân và M0 là tổng khối lượng của các nút lông tạo thành hạt nhân ấy. Thì ta luôn có cái gì? Được chưa? Ở thì chúng ta nhớ ha, là độ hụt khối của mình đó, nó luôn dương. Đúng chưa? Độ hụt khối chính là gì? Độ hụt khối là tổng khối lượng nguyên liệu trừ cho khối lượng sản phẩm. Thì nó luôn dương. Nhớ, độ hụt khối không bao giờ bằng không. Ở lộn, có. Có độ hụt khối bằng không đối với gì? Đối với hero, đúng chưa? Tại vì nó đâu có độ hụt khối đúng không ạ? Nó đâu có ấy gì đâu. Vậy thì chúng ta sẽ có là thằng này sẽ lớn bằng không. À, dấu bằng sẽ ra đối với gì nhỉ? Dấu bằng sẽ ra đối với hạt nhân hero. Tại vì nguyên liệu cũng là gì luôn? À, nguyên liệu cũng là sản phẩm luôn. Cho nên chúng ta sẽ có một điều là M0 phải lớn hơn bằng M. Đáp án là câu D, nhớ nha. Dấu bằng này chính là hero ha. Dấu bằng này chính là hero hay còn gọi là hạt cơ bản, thấy chưa? Ví dụ như độ hồi khối của nơ trong thì nó cũng bằng không luôn ha. Độ hồi khối của nơ trong thì nó cũng bằng không luôn, nhưng mà ở đây do là nó là khối lượng hạt nhân ha, đang nói về độ hồi khối của hạt nhân, lộn, đang nói về khối lượng của hạt nhân này nọ ha. Vậy liên quan tới độ hụt khối của hạt nhân thì chỉ có hạt nhân hero thôi, đâu có hạt nhân mà có chỉ có một nơ trong đâu, đúng chưa? Đó. Không có hạt nhân chỉ có một nơ trong, nhưng có hạt nhân chỉ có một proton, đúng chưa? Đó chính là hạt nhân hero và đó làm cho dấu bằng này xảy ra, nhớ không thầy? Câu số 6, đặt đèn áp xoay chiều có tần số góc omega vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện có điện dung C mà nói tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là bao nhiêu? Ok chưa? Hệ số công suất là gì? À, cos phi ha. Cos phi. Cos phi là bằng R chia đi cho Z thôi. À, như vậy đáp án này một loại nè. Loại nè. Được chưa? Thì thằng nào mới là chính là Z? Thì đó chính là câu C. À, nhớ giùm thầy nha. ZC của mình á. ZC của mình á là 1 phần omega C cơ.
À, một phần omega C cơ. Rồi. Đó, cho nên là một phần omega C mũ 2 thì nó thành là omega C mũ trừ 2. Câu số 7, tất cả các photon truyền trong chân không có cùng à tất cả các photon mà truyền trong chân không thì đều có cùng tốc độ, đúng chưa? Ở còn tần số là chưa chắc, lỡ đâu một thằng màu đỏ, một thằng màu tím, một thằng hiểu không? Đó, cho nên là không cùng tần số được. Bước sóng thì nói chung là bước sóng nó sẽ phụ thuộc vào bước sóng trong chân không, nó sẽ tỷ lệ nghịch với tần số nha. Bước sóng trong chân không, trong chân không thì c là c đúng không, tốc độ là c rồi, không đổi rồi, cho nên lambda nó sẽ tỷ lệ nghịch với tần số, được chưa? Tần số càng lớn bước sóng càng nhỏ và ngược lại ha. Rồi năng lượng thì nó phụ thuộc vào tần số luôn, cho nên là chỉ có tốc độ của các ánh sáng hay là của các sóng điện từ trong chân không đều là xấp xỉ 3 nhân 10 mũ 8 mét trên giây. Câu số 8. Trong ống chuẩn trực của máy quang phổ lăng kính có linh kiện nào dưới đây? Được chưa? Thì trong ống chuẩn trực thì nó sẽ có thấu kính, đúng chưa? Và cụ thể là thấu kính hội tụ, được chưa? Nhớ không ạ? À? Nhớ không ta? Được chưa? Ở thì cái hộp ống chuẩn trực á. Đó. Nó sẽ có cái lỗ. Và cái lỗ này ngay tiêu điểm của một cái thấu kính hội tụ. Nó nằm ngay tiêu điểm của thấu kính hội tụ mọi người. Thì khi mà chiếu chùm sáng vô á, nó xòe ra vậy. Đúng chưa? Khi chùm chiếu sáng nó xòe ra từ tiêu điểm F. Nó xòe ra từ tiêu điểm F. Đây là tiêu điểm F nè. Nó xòe ra từ đó. Thì sau đó thì nó sẽ song song với trục chính ha. Tia ló sẽ song song với trục chính. Và chúng ta có được gì? À, chúng ta có được một cái chùm tia chuẩn trực. Chuẩn trực có nghĩa là sao? Là song song với nhau. Đúng chưa? Song song với nhau. Ở cái lỗ này nè, để ngay tiêu điểm vật chính của một thấu kính hội tụ L1 ha. Đó, thì lúc đó nó sẽ tạo ra chùm chùm tia ló song song. Người ta gọi là chùm tia chuẩn trực ha. Câu số 9, bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm. Được chưa? Bước sóng có hai định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ. Thì ở đây không có. Cho nên chúng ta dùng định nghĩa thứ hai là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha nhau, đúng chưa? Gần nhau nhất à, phải có ba yếu tố này, gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động cùng pha, đúng chưa? Dao động cùng pha nhau. Ok chưa? Câu số 10. Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây là đúng? Câu A, biên độ của dao động duy trì giảm dần theo thời gian. À, sai, đã nói là dao động duy trì. Biên độ mà giảm dần thì nó là tắt dần rồi, duy trì gì nữa, đúng chưa? Câu B, dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kỳ. Hợp lý, đúng chưa? À, nói chung là dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau một khoảng thời gian nhất định, thường là một chu kỳ hoặc là nửa chu kỳ. Được chưa? Câu C, dao động duy trì không bị tắt dần do con lắc không chịu tác dụng của lực cản là sai. Vẫn chịu tác dụng của lực cản nhưng mà nó được bù lại cái năng lượng mà lực cản lấy bớt cơ năng của nó, đúng chưa? Lực cản nó sẽ sinh một cái công âm lấy bớt cơ năng của con lắc đó, nhưng mà dao động duy trì nó sẽ bù cái năng lượng đó bằng cách là dây cót, để cho năng lượng từ dây cót hoặc là gì, hoặc là năng lượng từ pin chẳng hạn, đúng chưa? Đó. Câu D, chu kỳ của dao động duy trì nhỏ hơn chu kỳ dao động riêng của con lắc. Đã nói là duy trì thì chúng ta nhớ nha, duy trì phải là đúng giờ. Muốn đúng giờ á, thì nó chỉ có một cách thôi, là giữ nguyên cái chu kỳ cũ, đúng nha, giữ nguyên cái chu kỳ cũ. Vậy thì dao động duy trì là phải giữ nguyên chu kỳ riêng của hệ và gì nhỉ, biên độ cũng như là lượng năng lượng ban đầu của hệ bằng cách là bù đi một cách đều đặn
nhưng không liên tục, đúng chưa? Đó, bù năng lượng bằng cách là sau một chu kỳ bù một lần, sau một chu kỳ bù một lần, được chưa? Đó, hoặc là sau nửa chu kỳ bù một lần, tùy cơ chế ha. Rồi. Câu 11, trong chân không một ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,4 micromet. Ánh sáng này có màu gì? Thì 0,4 thì gần 0,38, đúng chưa? Nó gần 0,38. Thì chắc chắn là màu gì rồi? Màu tím, đúng chưa? Chắc chắn là màu tím mà không cần nói nhiều ha. Câu 12, bút laser ta dùng để chỉ bảng thuộc loại laser gì? Thì cái laser mà chúng ta dùng để chỉ bảng thuộc laser bán dẫn ha, laser bán dẫn. Được chưa? Đó. Laser bán dẫn là một laser có công suất rất là thấp, đúng chưa? Không gây nhiệt nhiều, đúng chưa? Không gây nhiệt. Laser rắn nè mọi người. Laser rắn là cắt CNC công nghiệp nè. Đúng chưa? Đó, cắt CNC công nghiệp là đó. Ví dụ là trong công nghiệp là cắt CNC nè, điêu khắc nè, đúng chưa? Đó, khắc và chữ nè. Đó thì đó là laser rắn, đúng chưa? Còn laser khí là laser khí CO2 dùng trong trị mụn nè. Trị mụn nè. Xóa sâm nè. Đúng chưa? Trị mụn xóa sâm nè, nói chung là trong y tế, đúng chưa? Laser lỏng trong đâu thì quên bà nè. Sợ kìa. Laser lỏng. Laser lỏng để làm gì? À, có dùng cho da được ha, có dùng cho da được. Được chưa? Chất lỏng được sử dụng là môi trường hoạt chất gọi là laser lỏng. Chúng sử dụng thuốc nhuộm hữu cơ để làm môi trường hoạt chất. Ứng dụng môi trường hoạt chất được sử dụng làm môi trường hoạt chất, sử dụng chính là laser sun nhuộm. Thẩm mỹ hả? Các loại laser này. Đó, ví dụ như là bỏ này qua này đi. Đó chính là cái laser rắn nè. Đó. Laser lỏng. Laser khí. Chả ghi gì hết. Nói chung là cái laser mà dùng để chiếu bảng này nọ ha là laser bán dẫn, được chưa? Còn mấy cái kia là thì biết là laser rắn là chủ yếu là trong công nghiệp nè. Còn laser khí là trong y tế, đúng chưa? Laser lỏng thì ứng dụng nó nãy giờ tìm không rõ lắm, đúng không ạ? Câu 13. Trên sợi dây AB có đầu B tự do, một sóng tới hình sin truyền từ A đến B thì sóng đó bị phản xạ và truyền từ B về A. Tại B sóng tới và sóng phản xạ là sao? Nghe nha. Tại B thì mình phải coi đầu B là đầu gì. Đầu B là đầu tự do. Tại điểm hay là tại vật cản tự do sóng tới cùng pha với sóng phản xạ. Được chưa? Tại vật cản tự do sóng tới cùng pha với sóng phản xạ tại điểm phản xạ. Được chưa? Tại điểm phản xạ. Đó, còn nếu mà vật cản cố định thì sóng tới ngược pha với sóng phản xạ tại điểm phản xạ. Được chưa? Trong sóng dừng không có lệch pha nhau. Ở trong sóng dừng sorry. Các phần tử dao động sóng dừng thì chỉ có cùng pha hoặc là ngược pha nhau. Nhưng mà sóng tới và sóng phản xạ có lệch pha nhau nha. Chú ý chỗ này nha. Sóng tới và sóng phản xạ có lệch pha nhau. Câu số 14. Chọn phát biểu sai. Lực từ là lực tương tác gì? Thì xin thưa lực từ là lực tương tác giữa hai. Nói chung là phải có những cái vật nào mà có tương tác từ. Những cái đối tượng nào có tương tác từ thì 500 nè, dòng điện nè và điện tích chuyển động, đúng chưa? Thì ở đây là giữa 500 với dòng điện đúng nè, 500 với nhau đúng nè, giữa hai dòng điện là đúng nè, chỉ có câu A là sai thôi. Đúng chưa? Nhớ nha, từ á, là có gì? 500. Có gì? Có dòng điện. Có điện tích chuyển động. Ok chưa? Chúng ta lấy hai cái đối tượng nằm trong loạt ba đối tượng này. Được chưa?
có thể giống nhau, có thể khác nhau, thì giữa chúng sẽ có tương tác từ. Câu số 15. Trong đoạn hoạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có thể là bao nhiêu? Ok chưa? Thì ở đây là điện trở thuần, mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, là chúng ta vẽ được cái giãn đồ vector của nó, đúng chưa? Cái giãn đồ vector của nó thì bây giờ một cái là nằm ngang nè, là R nè, đúng chưa? R ngang nè, L là lên nè. Ở cho nên là chúng ta có là gì? ZL là lên chứ, sorry. Chúng ta có U nó chết chết lên, đúng chưa? U nó chết chết lên. Bây giờ nó nói nè, so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì cường độ sao? Thì chủ ngữ của mình á, cái thằng mà mình so với á, là điện áp, đúng chưa? Cái thằng mình so với là điện áp. Được chưa? Cái thằng mà mình so với á, là điện áp, thì dòng điện của mình lúc đó nó sẽ trễ hơn, đúng chưa? Dòng điện của mình nè, nó sẽ trễ hơn, mà trễ hơn một góc nhọn thôi, trễ hơn một góc nhọn thôi, thì chúng ta chỉ có là câu D thôi, đúng chưa? Trễ hơn một góc nhọn thôi. Nhớ chưa? Nó không thể nào trễ hơn pi chia 2 được. Trễ hơn pi chia 2 là cái gì rồi? Trễ hơn pi chia 2 là mạch chỉ có L rồi, mà mạch này có thêm R nữa, cho nên là nó trễ, mà nó trễ hơn một góc nhọn thôi. Trễ hơn son son thôi. Rồi tiếp câu số 16. Với một vật dao động điều hòa, đồ thị liên hệ giữa giá trị ly độ và giá trị gia tốc của vật là gì? Ly độ và gia tốc. Ly độ là chữ X, gia tốc là chữ A. Thì mối liên hệ của tụi nó là A của mình sẽ bằng trừ omega bình X, với mọi X của mình là thuộc cái đoạn từ trừ A đến A, đúng chưa? Với mọi X của mình là thuộc cái đoạn từ trừ A đến A. Vậy chúng ta sẽ vẽ đồ thị ra, vẽ đồ thị ra. Đó, đây là X xì nè, đây là A nè, thì nó sẽ đây vẽ ra được một cái đường vậy ha. Ai được chưa? Ok là baby chưa? Đó, thì đây là một cái đoạn thẳng, đúng chưa? Đi qua góc tọa độ và có hệ số góc âm. Hệ số góc âm là cái đường thẳng đó, khúc cuối nó đi xuống, đúng chưa? Người ta gọi là nó nghịch biến, nó xiên huyền, đúng chưa? Nó xiên huyền hay là nó nghịch biến, ok là chưa? Ok. Rồi chúng ta tiếp tục câu 17. Một động cơ không đồng bộ 3 pha đang hoạt động có từ trường quay với tốc độ không đổi và bằng 100 radian trên giây. Được chưa? Tốc độ quay của rotor của động cơ có thể là bao nhiêu? Hiểu mà. Thì chúng ta nhớ giùm thầy, tốc độ quay của từ trường, tốc độ quay của rotor luôn luôn sao nhỉ? Luôn luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường và dòng điện ha, B và omega y. Thì người ta gọi ở đây á, là cái sự không đồng bộ, đây là bất đẳng thức không đồng bộ, không được bằng nha, nhỏ hơn thôi, đúng chưa? Nhỏ hơn thôi. Omega của rotor bé hơn omega b bằng omega y, được chưa? Con rotor là con ha, động cơ điện mà, cho nên là từ điện biến thành cơ, đúng không? Cái sự quay này là cơ, là con thì không thể nào lớn tuổi hơn được bố mẹ, đúng chưa? Con luôn nhỏ hơn đó, hợp lý chưa? Và bây giờ mình sẽ tính tốc độ quay của này thôi, đúng không? Tốc độ quay của từ trường, nếu mà mình để, mà nói chung là tần số đó, nếu mà đơn vị vòng trên dây thì nó là tần số đó. Tần số là lấy omega đem chia cho 2 pi thôi, vậy nó phải nhỏ hơn 50. Đáp án là cô A. Bằng một cái sự tư duy của mình á, thì mình có thể chọn cái thằng nhỏ nhất là được, đúng chưa? Chọn cái thằng nhỏ nhất là được, tại vì tốc độ quay của rotor phải nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường mà, thì chọn cái thằng nhỏ nhất là ok, hiểu không ta? Chọn cái thằng nhỏ nhất là chắc chắn đúng luôn, tại vì nếu mà cái thằng ở trên nó đúng thì nó cũng đúng, vậy là bị hai đáp án, đúng chưa? Bị hai ba đáp án là không được, vậy thằng nhỏ nhất chắc chắn là đáp án. Cái đó là do mình là sao ta,
Khéo thôi ha, khéo thôi, khéo ăn khéo nói sẽ có được thiên hạ rồi. Không, 18, từ cái công thức có cường độ điện trường suy ra một volt chia mét là gì? Chúng ta biết ha, E là bằng F chia đi cho Q là bằng U chia cho D, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có là một volt chia mét là bằng một newton chia cho coulomb, được chưa? Đáp án là câu D. Một volt chia mét là một newton chia cho coulomb. Thế thôi. Câu 19. Một đoạn mạch dao động LC lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại là Q0 và cường độ dòng điện là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kỳ là bao nhiêu? Chúng ta biết omega sẽ là cực đại của thằng liền sau chia cho cực đại của thằng liền trước, đúng chưa? Chia cho cực đại của thằng liền trước là Q0. Và thằng này chính là 2π chia đi cho t. Đó, vậy suy ra t của mình nó chính là bằng 2π Q0 chia đi cho Y0. Đáp án là câu A là chính xác. Câu 20. Một tia sáng hẹp truyền từ môi trường trong suốt 1 sang môi trường trong suốt 2, góc tới Y và góc sẽ R. Chiết xuất tỷ đối của môi trường 1 so với môi trường 2 là, chúng ta biết N1 nhân cho sin Y bằng đi cho N2 nhân sin R, đó là cái thứ nhất. Và nó hỏi là chiết xuất tỷ đối của môi trường 1 đối với môi trường 2 chính là lấy N1 chia cho N2 thì nó sẽ bằng sin R chia đi cho sin Y. Đúng chưa? Sin R chia sin Y, đáp án là câu B. Được chưa? Sin R chia cho sin Y, đáp án của chúng ta là câu B. Là hợp lý. Ha. Rồi. Câu 21. Một dao động điều hòa có phương trình x bằng 3 cos 10 pi t cộng pi chia 6 cm theo Fresnel. Dao động được biểu diễn bởi một vector quay tại thời điểm t là 0,025 giây. Vector này hợp với trục OX một góc bằng bao nhiêu? Ok chưa? Rồi, đơn giản thôi. Vector này hợp với trục góc trục OX chính là pha dao động ha. Đây chính là pha dao động. Pha dao động chính là tất cả những gì trong cung của hàm dương cos. Đúng chưa? Rồi thế vô là xong. Cái góc pha dao động là góc mà hợp với trục OX chứ gì nữa. Cái góc hợp với trục OX chứ gì nữa. Can 0,025 là ra 5π chia 12, đáp án là câu A ha. 5π chia 12 đáp án là câu A. Câu 22. Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ lambda và chu kỳ bán rẽ là T. Hệ thức đúng là. Ok. Nhớ này không? Thì chu kỳ bán rẽ là sao? À, chu kỳ bán rẽ là cái thời gian để cái lượng chất phóng xạ còn lại phân nửa, đúng chưa? Còn lại phân nửa so với cái giá trị liền trước nó. Là ví dụ nha, mình nhớ ha, n chia cho n0 của mình thì nó sẽ bằng e mũ trừ lambda t, đúng không? Đúng chưa? Thì nếu mà thằng t này nó biến thành chu kỳ t thì nó đã bị rã đi một nửa, đúng chưa? Nếu thằng t nhỏ nó biến thành chu kỳ t thì tức là tỷ số n chia n0 sẽ là 1 phần 2, đúng chưa? Tức là còn lại đúng phân nửa, còn lại đúng cái nịch, à, rã phân nửa. Câu 23. Chiếc đài radio được xách tay từ Nhật Bản. Điện áp hiệu dụng của mạng điện xoay chiều một pha ở Nhật Bản là 110V về Việt Nam. Để dùng bình thường, người ta phải dùng một máy biến áp có tỷ số giữa số vòng dây cuộn thứ cấp và cuộn số cấp là K. Máy biến áp này là máy gì? Thì chúng ta biết là ở Việt Nam thì chúng ta không xài được. À, lộn, ở Việt Nam thì cái mạng lưới điện là 220V. Cho nên nếu mà cắm trực tiếp vô cái đài radio này thì cái đài radio này nó thành một cái đài radio phế liệu, đúng chưa? Nếu chúng ta cắm điện áp 220V vào
À, cái đài radio ở Nhật Bản này hoạt động với hiệu điện thế định mức là 110V này, thì chiếc đài radio đang xài được trở thành chiếc đài à, đây là chiếc đài radio được xách tay từ Nhật đúng không, thì trở thành là chiếc đài radio được rách đúng không, được rách tay từ Nhật đúng chưa, là rách luôn đúng chưa, rách cái radio của ta luôn đó. Cho nên á là ở Việt Nam mình phải hạ áp từ 220V đúng chưa, mình phải hạ áp từ 220V xuống thành 110V để mình sao à, để mình xài được đúng chưa, để mình xài được. Ok, thì muốn hạ áp thì N đầu ra chia cho N đầu vào nó phải bằng đi cho U đầu ra chia cho U đầu vào là 220 nè, thì nó phải là bằng 1 phần 2 đúng chưa, nó phải là 1 phần 2. Máy hạ áp với K là 1 phần 2 hay là 0,5 ha. Tỷ số giữa số vòng dây cộng thứ và cộng sơ luôn đúng không, N2 chia N1 là K đó, thì nó phải là 1 phần 2, hiểu mà, hiểu không ta, được chưa. Rồi nói chung là máy hạ áp là chắc rồi đúng chưa, ở và tỷ số của nó phải là 1 phần 2, tỷ số của nó phải nhỏ hơn 1 tại vì đây là thứ chia sơ mà, thứ chia sơ mà đúng chưa. Tôi câu 24, các tài xế theo dõi cập nhật tình hình giao thông để tránh được những điểm kẹt xe bằng kênh VOV giao thông ở tần số 91 MHz. Được chưa? Ở sóng vô tuyến ứng với tần số cho kênh radio này phát ra được xếp vào là sóng gì? Ha. Ok, bây giờ mình tính thử ha. Thì chúng ta sẽ có là F của mình bằng C chia đi cho lambda. C của mình là 3 nhân 10 mũ 8. Cái đài 91 MHz này là chúng ta biết là nó hoạt động cả ngày đúng chưa, ta biết là nó hoạt động à, quên, nó hỏi lambda, muốn biết được nó là sóng gì thì phải hỏi lambda 91 nhân cho 10 mũ 6 ha. Dùng được cả ngày, dùng được cả ngày thì hơi toang nha. Dùng được cả ngày đúng chưa, 3,3 mét. Ơi hơi toang nha, 3,3 mét ok chưa, là sóng cực ngắn rồi. Là sóng cực ngắn rồi, kinh gì trời ha, hơi kinh đấy, hơi kinh đấy. Ok, là sóng cực ngắn ha mọi người ha. Tại vì sóng cực ngắn thì nó sẽ có cái bước sóng là từ 0,01 m cho tới 10 m, mà 3,3 m là bé là thuộc đúng không? Thuộc cái đoạn là từ 0,01 m cho tới 10 m rồi. Cho nên nó phải là sóng cực ngắn, được chưa? Nó phải là sóng cực ngắn. Câu 25. Một bức xạ truyền trong chân không với tần số F là 5 nhân 10 mũ 4 Hz. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là 3 nhân 10 mũ 8 m trên giây. Khi bức xạ này truyền trong môi trường có chiết xuất là 1,5 thì bước sóng của giá trị là bao nhiêu? Đúng chưa? Ok. Để chúng ta biết ha. Lambda n thì nó sẽ là lambda trong chân không chia đi cho n. Hay nói khác là lambda trên n. Lambda trong chân không là c chia f đúng chưa? Xong rồi chia cho n thôi. Rồi coi nó là nhiêu. C. C là shift 7 28. Ôi. Nhầm. Shift 7 13 chia đi cho F. F của mình nó là 5 nhân 10 mũ 14. Xong rồi chia cho chiết xuất của môi trường nữa là 1,5 nữa. Bằng là cỡ 4. Đúng chưa? 4 nhân 10 mũ trừ 7 mét. Còn bạn nào đầy lòng hảo tâm thì nhân thêm cho 10 mũ 6 vô để đổi qua micromet là 0,4 micromet ha. Đó vậy thôi. Đáp án là con A. Được không? Câu 26. Một hạt có khối lượng nghỉ là M0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với vận tốc là tốc độ là 0,8 c là bao nhiêu? Đúng chưa? Động năng khi chuyển động với tốc độ là 0,8 c là bao nhiêu? Ok là chưa? Ừ. Rồi bây giờ chúng ta có nè. Tỷ lệ của gì ta?
của năng lượng nghĩ với năng lượng toàn phần á, năng lượng nghĩ nè với năng lượng toàn phần á, nó chính là căn của 1 trừ V bình chia C bình, đúng chưa? Thì này nó bằng bao nhiêu? Chúng ta bấm thôi. Căn của 1 trừ 0,8 bình phương bằng 3 phần 5. Ok chưa? Nguyên cái trục của chúng ta là vậy đúng không? Đó. Là E. Nguyên cái trục này là E nè. Năng lượng nghỉ chiếm 3 phần trong 5 phần. Vậy chia làm 5 phần bằng nhau. Năng lượng nghỉ chiếm 3 phần. Thì động năng, xin thưa là động năng chiếm mấy phần? Xin thưa là động năng chiếm 2 phần. Đúng chưa? Động năng của mình chắc chắn là sẽ chiếm 2 phần luôn. Ok chưa? Động năng của mình K ở đây chắc chắn là chiếm 2 phần trong 5 phần này. Đáp án là câu D. 2 phần 5 của... Ê chết, nhầm. À, vậy, 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 vậy nha. Nó hỏi bao nhiêu lần của E0 cơ. Đây là E0 ha. Đây là E0 cơ. Như vậy là K chia cho E0 của mình nó sẽ bằng 2 phần 3. Như vậy đáp án của mình phải là câu B. 2 phần 3 M 0 C bình phương. Đúng chưa? Đó, sửa đi. Có hỏi gì không? Any question about this problem? Rồi tiếp. Câu 27, giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại A và B, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn AB, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 3,5 cm. Điểm M trên mặt nước có MA là 9 cm, MB là 4 cm. Độ đập pha của hai sóng tới truyền từ hai nguồn M sắp xỉ là bao nhiêu? Ok chưa? Hiểu không ạ? Nó hỏi là độ lệch pha của hai sóng tới ha. Thì mọi người nhớ cho thầy luôn, độ lệch pha của hai sóng tới chính là lấy bậc vân nhân cho hai pi là xong. Lấy bậc vân nhân cho hai pi là xong, đúng chưa? Lấy bậc vân nhân cho hai pi là xong ha. Độ lệch pha bữa này lúc mà dạy nói rồi đúng chưa? Bậc vân là gì? Bậc vân là lấy ma trừ đi cho mb đó, chia cho lambda đó, xong chúng ta nhân cho 2π là xong. Thật ra tại vì 2π nhân MA chia lambda là một cái, 2π nhân MB chia lambda là một cái nữa, đúng không ạ? Và muốn lệch pha nhau thì lấy hai này chinh nhau thôi, chinh nhau thôi, va nhau thôi. 9 trừ 4 chia cho 3,5 nhân cho 2π là xong. 9 9 trừ 4 chia 3,5 nhân cho 2π thì nó sẽ ra là 20π chia 7. Đúng chưa? 20π chia 7. 20π chia 7 thì mình rút gọn được mọi người ha. Đây nè. 20π chia 7 thì nó còn trừ được cho 2π chẳng hạn. Để ra 6/7π, đúng chưa? À, thì nó sẽ là 20π chia 7. Thì mình sẽ chuyển thành là 6/7π. Tại vì cứ 2π thì mình có quyền vứt, đúng chưa? Cứ 2π thì mình có quyền vứt là 2,69. Đáp án là câu B. 2,7. Ra đi. Câu 28. Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 micromet. Chiếu vào chất đó lần lượt các bức xạ đơn sắc có tần số F1, F2, F3, F4. Lấy H là như đây, hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với chùm sáng, chùm bức xạ có tần số là bao nhiêu? Được chưa? Thì chúng ta nhớ điều kiện để xảy ra hiện tượng quang dẫn là F của mình phải lớn bằng F0. F0 chính là
C chia cho lambda 0 thôi chứ không gì hết. Đúng chưa? Bấm thôi. Hoàng bị bật mic kìa. Hoàng bị bật mic. C0 đúng chưa? Chia cho lambda 0 là 0,78 nhân 10 mũ trừ 6. Ok đây chưa? Sẽ bằng. Sẽ bằng là 3,84. 3,84 nhân 10 mũ 14 hertz. Đúng mà, như vậy nha. Để xảy ra hiện tượng quang dẫn thì chúng ta phải check thôi. Chúng ta phải check coi thằng nào nó sao. Nó lớn hơn bằng số 3,84 nhân 10 mũ 14 này. Được chưa? Thì thằng này lớn hơn nè. Tiên tiên. Đúng chưa? Thằng này nha, nhìn như vậy thôi. F2 này là nhìn như vậy thôi nhưng mà nó không có lớn hơn. Tại vì nếu mà thằng này là 10 mũ 14 á, thì này trở thành 0,5. À 0,5 là nhỏ hơn rồi. Tè tè. Đúng không à? Thằng này thì nếu mà đổi thành 10 mũ 14 á, thì nó cũng thấp hơn. Tè tè. Đúng chưa? Thằng này là 6 nhân 10 mũ 14 thì nó lớn hơn. Đó, coi chừng bị cháp nha. Coi chừng bị cháp. Đáp án là câu B. Hai bức xạ ra được hiện tượng quang điện. Câu 27, 35 là lambda chia 2 mà thầy à. Sorry. Ok. Câu 30, câu 27 này thầy bị thầy nhìn nhanh quá, thầy tưởng nó cho lambda nè, đúng chưa? Khoảng cách giữa hai cực đại. Thầy nãy thầy không đọc luôn mà. Thì cứ nghĩ là nó lambda thôi. Được chưa? Lúc mà đọc đề là thầy không nghĩ nha, đó. Rồi. Thì thằng này chính là lambda chia 2 nha mọi người. Thì này là 7 bằng 3,5, vậy suy ra lambda bằng 7 nha. Lambda bằng 7 xăng. Lambda 7 xăng thế vô đây. Thì nó ra luôn hả? Ra luôn không? Không, ra luôn. 9 trừ 4 chia cho 7 nhân cho 2 pi. Để ra là 10 pi chia 7 là 4,48. Đúng chưa? Sorry. À đúng rồi. 10 pi chia 7 ra 4,48 luôn, đúng chưa? Tại vì đây không rút gọn được nữa rồi. 4,48 radian. Đáp án là câu C. 4,5 radian. Ok, thank you Hoàng. Câu 29, một đường dây có điện trở là 200 ohm. Được chưa? Là R nè. Truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu nguồn điện là như đây volt. Công suất điện là B là như đây. Hệ số công suất là như đây, có khoảng bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt, đúng chưa? Như vậy thì thầy sẽ đi tính gì nhỉ? Thầy sẽ đi tính delta B đúng không? Tỷ lệ giữa delta B chia B. Đúng chưa? Rồi, chúng ta biết H. Cái mà nó hỏi mình á, hao phí bao nhiêu phần trăm hao phí, người ta gọi là hiệu suất hao phí ha. Thì mình sẽ lấy cái lượng điện năng bị mất đi chia đi cho công suất ban đầu. Thì chúng ta biết delta V là bằng gì rồi? Ở bằng đi cho là V chia đi cho U nhân cho cos phi tất cả bình nhân R chia đi cho B, đúng chưa? Thì nó sẽ ra là B nè chia đi cho U bình cos bình phương phi nhân R thôi. Được chưa? Cos bình phương phi nhân R thôi. Lưu ý nha. Đó, công thức công suất hao phí này nói rồi ha. Này trên trường dạy bình thường đúng không? 4 nhân 4 mega là 4 nhân 10 mũ 6 nè. Chia đi cho U của mình là 110 kV. Đúng chưa? Nhân cho cos bình, cos là 0,8 bình phương nhân R là 200. Thì nó ra vào cỡ như đây. Nhân cho 100 luôn đi. 10,33. Xấp xỉ 10,33 bơ sen, đúng chưa? Đáp án là câu D.
đáp án là của đề nha. Hiểu được chưa? Rồi câu 30 nè. Câu 30 thì mình nên làm ra ngoài nha. Câu 30 thì mình nên làm ra ngoài ha. Làm trong đây ta. Làm trong đây luôn đi. Chưa tới nước ha. Thì chúng ta biết là hiệu suất của mình á, nó chính là bằng đi cho U chia đi cho E, hoặc là bằng đi cho là R lớn chia đi cho R lớn cộng R nhỏ. Đúng không? Này là hiệu suất của nguồn điện rồi. Đúng không ạ? Hiệu suất của nguồn điện rồi. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta có cái điểm nào đặc biệt trên cái đồ thị này thì xin thưa đó là điểm này. Điểm này là 15 chia 5 á, là bằng 3 nè. Thằng này là 0,8 nè. Đúng chưa? 0,8 nè. Chúng ta hay là 0,75 chứ nhỉ? 0,75. Đúng chưa? 4 ô là 1, vậy 1 chia 4 nhân cho 3 ô. Vậy là 0,75. Ok chưa? Như vậy thì mình dùng cái này để mình tính ra được R nhỏ ha, tính được R nhỏ ha. Đó thì thầy gọi điểm này là điểm điểm 1 đi. Ở sử dụng điểm 1 chúng ta có H của mình là 0,75. R lớn của mình là 3. 3 cộng R nhỏ của mình. R nhỏ của mình là nhiêu? Đó, vậy suy ra R nhỏ của mình là bằng 1. Ôm. Được chưa? Rồi nó hỏi nè, khi R bằng 7 ohm thì nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở là bao nhiêu? Ở trong 1 giờ là bao nhiêu? Thì chúng ta biết ha, Q của mình là bằng R, đúng không? Trên biến trở mà. Y bình nhân cho T thì nó là R nè. Y theo định luật ohm tàn mạch thì nó sẽ là E chia đi cho R lớn cộng R nhỏ tất cả bình phương, xong rồi nhân cho T vô là xong. R lớn của mình lúc đó là 7. Được chưa? Lúc đó nha, lúc lúc này nè. Đó, chứ không phải lúc đầu đâu. E của mình á là 6 V. Còn R lớn của mình á là 7. R nhỏ của mình lúc đó, R nhỏ của mình lúc đó là 1. R nhỏ của mình thì nó không có lúc đó nha, nó từ đầu tới cuối nó vẫn vậy thôi. T là 1 giờ. 1 giờ là 1 giờ là 60 phút, 1 phút là 60 giây. Vậy thì đổi ra là 3.600 giây. Đúng chưa? Thằng này nè là 3.600 giây. Vậy mình coi xấp xỉ bao nhiêu. 7 nhân đi cho 6 chia cho 7 cộng 1 tất cả bình phương nhân cho 3600 bằng ra là 14175 joule. Đúng chưa? 14175 joule đáp án là câu D. 14175 joule đáp án là câu D. Được không? Đó, sửa đi. Khi nào xong thì comment cho thầy số 31 đúng chưa? Thầy tiếp tục. Ok. Ai xong làm ơn cô men thầy số 31 để mình còn biết nha.
Rồi. Đa số các bạn đều xong. Câu 31. Mức năng lượng của trạng thái dừng trong nguyên tử hydro được xác định theo công thức là như đây. Xét nguyên tử hydro đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Được chưa? Trạng thái kích thích thứ nhất là trạng thái gì? Thì thầy nói lại nha. Cái trạng thái của mình nó bắt đầu từ chữ K, L, M, N, O, B gì đó đúng chưa? Thì K này được gọi là trạng thái cơ bản. L này là lớp số 1 đó nha, là lớp số 1 đó. Trạng thái cơ bản là lớp số 1. L này là lớp số 2, là trạng thái kích thích thứ nhất. Đây chính là trạng thái kích thích thứ nhất. Được chưa? Là trạng thái kích thích thứ nhất. Đó. Chính là L. Ok là chưa? Bây giờ nó hỏi là nuốt được thằng nào? Nuốt được thằng nào? Nuốt được photon nào trong cái photon này? Thì chúng ta biết là muốn nuốt được một photon thì nó sẽ bằng E cao trừ cho cái E thấp của tụi nó đang ở là ở lớp số 2 đúng chưa? Đó, thì vậy mình sẽ có là trừ 13,6 chia cho N bình phương trừ cho ngay chỗ mức số 2 là trừ 13,6 chia cho N2 bình đúng chưa? Rồi, chia cho 2 bình. Rồi, mình coi coi. Mình chạy table coi nó có thể là bao nhiêu. Nhớ, N này của mình phải lớn hơn 2, đúng chưa? Phải lớn hơn 2, tại vì nó nói là nhảy lên mức cao đúng không? Nói chung là vậy, đúng chưa? Nói chung là vậy. Mod 8 nè. Ok là chưa? Rồi. Bấm ha, bấm cho nó khéo. Thầy đặt nhưng tính chung là trừ 13,6 ra ngoài luôn đi. Bên trong còn là 1 phần x xì bình phương trừ cho 1 phần 2 bình. Đúng chưa? Thầy sẽ thay bồ từ số 3 cho nó lớn hơn 2 cho tới hẳn 20 luôn đi. À, cho tới hẳn 20 luôn. Bằng. Được chưa? Đó. Thầy sẽ có những cái như sau. Mờ quá. Mờ quá, đi thôi. Được chưa? Đó, ba phải mấy là cùng. Không thể nào mà ngóc đầu lên nổi đúng chưa? Khó lắm. Khó nói đúng mà, khó nói lắm. Rồi bây giờ mình nhìn đi. Mình sẽ có nhiêu? Có 10,2 không? Tất nhiên là không. 3,1875 đây. Thấy đường không? Thấy chích liền luôn đúng không ạ? Đây chính là 3,1875 trong truyền thuyết. Đúng chưa? Ok. Một tích xanh. 2,856 một tích xanh nữa. Đây. Ở đây. 2,55 lại một tích xanh nữa, đúng chưa? 0,63 0,6375 làm gì có đúng chưa? Làm gì có mới nói nha. Thì đáp án là câu A. Đáp án là câu A. Ai clear câu này? Comment cho thầy số 32. Ai xong câu này comment thầy số 32 để biết đường mà làm.
Nguyễn Văn Thanh Vi bây giờ mới xong câu 31. Đâu? Ai xong câu 31? Comment số 32. Rồi thôi qua nha. Rồi. Qua đi. Câu 32, cường độ dòng điện trong mạch LC lý tưởng là Y bằng 2 cos 2 nhân 10 mũ 7 T cộng pi chia 2 mA. T tính bằng giây, điện tích của một bảng tụ điện ở thời điểm pi phần 20 micro giây có độ lớn là bao nhiêu? Bình thường ấy, thì chúng ta cứ viết quy đúng không mà, cứ viết quy thôi. Quy thì lấy cực đại chia cho omega. Lấy cực đại chia omega. Xong rồi cái pha của mình á thì lùi lại cho pi chia 2. Đúng chưa? Pha của mình thì lùi lại cho pi chia 2, cái này có mili sẵn nha. 10 trừ 3 vô đi. Đó. Xong rồi lấy cái thời điểm này nè, thế vô đây. Là xong. Đúng chưa? Lấy cái thời điểm nó thế vô đó là xong. Rồi chưa? Lấy cái thời điểm thế vô đó là xong. Nhớ chưa? Ok. Còn nếu mà bấm máy á, số phức á, thì bấm luôn cho thầy ha. Mod 2 nè. Thằng này đúng chưa? Thằng này muốn đổi qua quy. Đổi qua quy. Qua quy. Giám khảo cái đáp việc. Qua quy. Đó, thì cái này là 2 nhân 10 mũ trừ 3 nè. Xong pha của mình đang là pi chia 2 đúng chưa? Đó, xong mình chia cho gì? Nhớ không ạ? À? Mình nhân chứ nhỉ, chia cũng được đúng chưa, chia cho omega y, chia cho omega y đi, chia đi cho omega y đúng chưa, để từ cái cột của cường độ á, về trở lại cột của gì, của ly độ đúng chưa, à, của điện tích. Xong sau đó chúng ta quay một góc là omega t, omega là 2 nhân 10 mũ 2 nhân 10 mũ 7 đó. Còn T của mình á là pi chia đi cho 20 micro micro giây là nhân 10 mũ trừ 6 giây. À, đóng ngoặc lại bằng. Thì ra là thì nó sẽ ra là 0,1 nano coulomb, đúng chưa? Thì nó sẽ ra là 0,1 nano coulomb. Ra số này. Ra số này thì độ lớn của mình chính là 0,1 nano coulomb. Được chưa? Rồi xong. Đó, sửa
À, xong rồi comment cho thầy số 33 ha. Dạ yeah, sửa luôn đi. À, một không dây dẫn quay đều quanh trục x x phẩy với tốc độ là 150 vòng trên phút. Thì chúng ta tính được omega nè. 150 một vòng là 2 pi radian. Được chưa? 1 phút là 60 giây. Như vậy thằng này nó sẽ ra là bằng 150 nhân 2 pi chia đi cho 60. Giờ này nó sẽ bằng để cho là 5 pi radian trên giây. Được chưa? 5 pi radian trên giây là cái thứ nhất. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta có nè, ở thời điểm là từ thông là nếu mà phi của mình á mà bằng 100 mà bằng 4 VP đó thì lúc đó e cảm ứng của mình á là bằng 15 bV. Mà khổ nỗi là hai này nó vuông pha với nhau. Đúng chưa? Cho nên là chúng ta sẽ có được là phi chia cho cực đại của nó tất cả bình phương cộng đi cho e chia cho cực đại của e tất cả bình phương bằng 1. Đúng chưa? Nhưng mà cực đại của E lại khổ nổi là nó bằng omega. Cực đại của E khổ nổi là nó bằng omega nhân cho phi không. Đó, thì từ đây chúng ta đi tính được phi không. Giống như công thức của biên độ vậy đó, không có khác cái gì hết đó. Căn bậc 2 của phi bình phương cộng đi cho E cảm ứng chia cho omega tất cả bình. Đúng chưa? Giống như phương trình độc lập thời gian thôi. Giống y chang phương trình độc lập thời gian thôi. Rồi bấm thôi. Căn của phi. Phi của mình là 4 nè. Bình phương nè. Cộng đi cho e cảm ứng. E cảm ứng của mình nó sẽ là 15 pi. Chia cho omega. Omega của mình á là 5 pi. Rồi 3 4 5 rồi. 3 4 5 rồi. Đáp án là câu A. 3, 4 thì 5 rồi. Đúng chưa? Rồi. Đó là câu 33. Nó sửa đi. Từ câu 33, trừ câu 34 cho đi thì sẽ làm ra ngoài ha. Cho nó cái chỗ nó bự ra chút. Ai xong rồi. Cơm lên cho thầy. Số 34. Ok kìa, không ai xong luôn. Mấy bạn có ghi bài không đó? Rồi thôi nha, có 3-4 nha. Ngọc Thi Nguyễn là ai vậy? Ngọc Nhi Nguyễn là ai? Ai vậy? Có ai biết không? Ảo thật.
Nếu mà bạn của mọi người thì mọi người nói thầy thầy cho vô bình thường, nhưng mà sợ không biết ai. Câu 34 ha. Một sợi dây đàn hồi dài là 1,2 mét, được treo lơ lửng trên một cần rung. À, cần có thể rung theo phương ngang với tần số thay đổi được từ 100 Hz cho tới 125 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 60 mét trên dây, và đầu trên của sợi dây luôn là nút sóng. Trong quá trình thay đổi tần số rung của cần rung, số lần sóng dừng ổn định xuất hiện trên dây là bao nhiêu? Ok là chưa? Rồi, bây giờ liên quan tới tần số nè. Được chưa? Như vậy viết công thức tần số thôi là xong. Ta biết là đối với sóng dừng, một sợi dây đàn hồi được treo lơ lửng lên một cần rung. Đây là sóng dừng loại 1 chưa? Đây là sóng dừng loại 1 chưa? Đúng chưa? Đây, thì đối với sóng dừng loại 1 thì F của mình ha, nó sẽ bằng K plus đi cho 0,5 là số bán nguyên nè, V chia 2L. Đúng không ạ? K cộng 0,5 tất cả V chia 2L, cứ thế mà múc thôi, đúng chưa? Cứ thế mà múc thôi. Múc lia lúc múc lìa thôi. Bây giờ V của mình là 6 nè, chia cho L ha. Bấm nguyên cái cụm này đi. À, table luôn cho rồi nha. Table luôn đi. Mod 8. Table nha. K là x xì nè, cộng đi cho 0,5 nhân cho V. V thực chất đúng không ạ? Table ở đây thì cũng không hay lắm. Table ở đây là thì cũng không hay lắm. Được chưa? Thay bộ đây thì cũng không hay lắm. Thì chúng ta cứ cho K chạy từ đâu đâu đi cho nó dễ ha. Ừ. 100 tới 125 đúng không? Vậy xếp xôn đi. V của mình là nhiêu? V của mình á là 6 chia cho 2L là 2 nhân cho 1,2. Đúng chưa? Rồi cho nó bằng nè. Đầu tiên là cho nó bằng 100. Và ship xôi ra 39,5 chưa? 39,5. Rồi can tiếp, ship xôi tiếp 125. Là 49,5. Đó, được chưa? Mà chúng ta biết rồi. K đó mọi người ha. K ở đây là số nguyên. Đúng chưa? Như vậy số nguyên mà từ 39 cho tới 49 thì chỉ có thể là 11 số thôi. À quên. 40 cho tới 49 là chỉ có 10 số thôi. 10 lần. Just 10 lần. Đáp án là câu B. Được chưa? Đó. Ai không hiểu thì hỏi. Còn ai hiểu rồi thì sửa. Ai sửa xong rồi thì 35. Comment thầy 35 khi sửa xong rồi. Mấy bạn kia không comment. Được chưa? Sóng dừng loại 1 nha. Tại sao mình biết là sóng dừng loại 1? Tại vì nó được treo lơ lửng này không? Treo lơ lửng là chắc chắn là sẽ có một đầu tự do. Còn cái đầu treo là đầu cố định rồi, đúng chưa? Đầu treo là đầu cố định rồi, đầu còn lại sẽ là đầu tự do. Đó. Đầu trên của sợi dây là một nút sóng. Để chép 10. Chép 10 ha. Để chép số 10. Đây.
Rồi. Tiếp. Vô giờ này thì toàn câu khó đúng không ạ? Khó nói. Ấy là khó hơn một chút thôi chứ thật ra cũng mấy câu này mấy bạn coi video này trên YouTube thì thấy mấy câu này là những câu vô cùng bình thường. Được chưa? Một con lắc lò xo cho hai đứng vào lòng điều hòa biết ở vị trí cân bằng. Lò xo giãn là 4 cm. Ha. Trong một chu kỳ khoảng thời gian lò xo bị nén và vật chuyển động nhanh dần bằng 1/30 giây. Được chưa? Vừa bị nén mà vừa chuyển động nhanh dần là 1/30 giây. Thì tốc độ của vật khi đưa vào vị trí cân bằng xấp xỉ là bao nhiêu? Hiểu không ạ? Ừ. Được chưa? Rồi bây giờ mọi người coi nha. Đây là cái vòng tròn lượng giác dành cho cái bài toán thời gian mà của con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng đúng chưa? Đó. Ok. Đây là ô nè. Đúng chưa? Thằng này là biết ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 xăng, tức là vị trí E ở đâu đó đây đi. Thì là để đại ở đâu đây 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 đi. Để đại vô giữa luôn cho rồi. E nằm đây. Đúng chưa? Để nói là cái đoạn này là 4 xăng. Ok là chưa? Đó và cái chữ E này nó sẽ tách cái vòng tròn lượng giác này thành hai phần. Phần nén thầy sẽ vẽ màu xanh nha. Phần mà lò xo bị nén thầy sẽ vẽ màu xanh dương. Đó. Còn phần bị giãn thầy sẽ vẽ là màu đỏ. Đây là phần giãn nè. Bên kia là phần nén, hiểu không ạ? Rồi. Bây giờ nha. Nó nói là khoảng thời gian lò xo bị nén và chuyển động nhanh dần. Đúng chưa? Mà chúng ta biết là nhanh dần thì chỉ có góc phần tư số 1. Chỉ góc phần tư số 3 là nhanh dần thôi. Chỉ có hai góc phần tư này là về nhà người yêu cho nên là chuyển động nhanh như đúng rồi, đúng chưa? Đó. Chỉ có góc phần tư này với góc phần tư này là nhanh dần thôi. Còn hai góc phần tư kia là chậm dần tại vì ra biên, đúng chưa? Tại vì ra biên cho nên nó chậm dần. Cho nên á cái phần mà nó nói ở đây á, cái phần mà nó nói đây nè là vừa bị né và nhanh dần á chính là cái phần xanh lá cây này. Ok là chưa? Chính là phần xanh lá cây này. Và cái góc của phần xanh lá cây đó thì đơn giản luôn. Cái góc của thằng xanh lá cây đó thì đơn giản luôn. Được chưa? Là gì? À, vậy xin thưa đó chính là arccos đúng chưa? Của 4 chia A. Arccos của 4 chia A. 4 là cái đoạn này nè, đúng chưa? Đúng không? Bây giờ mình đang tính cái góc này. Đó thì nó là 4 nè, chia cho A, A chính là cái bán kính này. A chính là cái bán kính này. Vậy là 4 chia A nó sẽ ra được cái góc đúng không ạ? Đó. Thì sau đó chúng ta nhân thêm cho omega vô. Và omega thực chất là gì? À omega thực chất là G omega, tính omega trước đi ha. Omega của mình có phải là căn bậc 2 của G chia cho delta L0 không? Đối với sóng dừng đúng chưa? Đối với sóng dừng lộn thì nó sóng dừng là gì trời? Đối với con lắc lò xo cho hắn đứng đúng chưa? Đối với con lắc lò xo cho hắn đứng thì nhớ cho hắn đứng cái sóng dừng. G là bi bình nè. Chia cho delta L0 là 0,04. Delta L0 chính là đoạn OE đó. Thằng này chính là đoạn OE của mình, chính là độ giãn tự nhiên của lò xo. Độ giãn tự nhiên của vật ở vị trí cân bằng ấy. Được chưa? Ở thì này ra nhiêu? Ra 5 bi. Đó thì nó kêu là thằng này là bằng 1/30. Được chưa? Omega nhân cho 5 bi thì bằng 1/30. Đâu đây là sorry nha, từ phải chia chứ nhỉ, nhầm, phải chia chứ, đang tính delta t mà. Đây nhá, đây là delta phi của mình nè, đúng chưa? Delta phi là bằng omega nhân cho delta t, hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Đây là omega
Đây là delta t. Vậy từ đó mình tính ra biên độ A là xong. Từ đó mình tính ra biên độ A là xong. Chúng ta có là shift code của 4 chia xy bằng đi cho 5π chia 30 shift zone bằng bình lên lấy căn. Vậy là 8 căn 3 phần 3 cm, đúng chưa? Rồi, xong. Dựa vào hang này tính được tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng chính là tốc độ cực đại là bằng omega là bằng 5π nhân cho 8 căn 3 chia 3 xấp xỉ nhân 5π vô thì nó phải vào cỡ là 72,55. 72,55 cm trên giây. Đáp án của chúng ta là câu C. Được chưa? Rồi sửa đi. Có ai hỏi thì hỏi, còn không thì sửa đi. Nhắc lại nha. Đầu tiên á, là ở vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm. Thì đây là độ giãn tự nhiên của lò xo. Được chưa? Thí dụ như nó đi thi nó hỏi là độ giãn của lò xo, độ giãn tại vị trí cân bằng của lò xo, con lắc lò xo chạy thẳng đứng. Thì mình cũng biết mà tính, đúng chưa? Đó là delta L0. Ha. Delta L0 là tính theo omega được, đúng chưa? Đó. Delta L0 của mình nè. Thì nó sẽ là Mg chia K đối với công thức gốc, đúng chưa? Thì đây chính là lấy trọng lực, đúng không? Lấy trọng lực là ngoại lực không đổi nè, chia cho K thôi. Hoặc là lấy G chia cho omega bình. Đó, hoặc là lấy sấp xỉ ha, hoặc là nó sẽ sấp xỉ T bình chia 4, đúng chưa? Đây lại nó có một cái hằng số nữa là giống như là pi bình phương nhân cho G nè, thì nó bằng ha. Nhưng mà hai cái này thường thường nó triệt tiêu nhau. Hai cái này thường thường nó triệt tiêu nhau cho nên nó là thầy để nó xấp xỉ là t bình chia 4 luôn, đúng chưa? Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có được là tính được omega nè, được chưa? Và chúng ta nhớ là để nén á, đúng không? Để nén á thì nó phải sao, nó phải ở bên trái của chữ e, đúng chưa? Nó phải bên trái của chữ e hay gọi là nó ở phía trên của chữ e, được chưa? Đó, nếu mà nhìn đúng 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 cái hướng đó, đúng rồi, thì nó ở phía trên của chữ E. Ở và để chuyển động nhanh dần thì nó phải đi về vị trí cân bằng. Thì nó phải xuất hiện ở cái góc phần tư số 3 này. Đúng chưa? Góc phần tư số 3 này. Và cái góc của nó đó chính là ở đây chúng ta có ly độ mà chúng ta có góc này là góc bán biên, đúng chưa? Góc bán biên là cos thôi. À, cos của 4 chia A bằng omega T. Ha, à, omega T, omega là 5π còn T là 1/30. Thì nó sẽ ra là shift zone ha, ra A là bằng 8 căn 3 phần 3. Thì nó kêu là tốc độ qua vị trí cân bằng thì quá dễ rồi, đúng không? Thế vô là xong. Rồi đó.
Chúng ta tiếp tục với câu tiếp theo, câu số 36. Câu 36 cũng là một câu dễ này, mà mọi người hay bỏ mấy câu dễ lắm nha. Được chưa? Người kiểu tới đó không nghe nữa. Ok, bye bye. Bắn hạt proton và hạt nhân li ti đứng yên thì tạo ra hai hạt ích giống nhau, có cùng động năng E nhưng bay hợp với nhau một góc là phi. Biết phản ứng tỏa năng lượng là 2E chia 3 và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng hạt nhân đo bằng đơn vị U bằng số khối của nó. Chọn cái luận đúng, đúng chưa? Đó. Thì bây giờ mình có nè, proton 11 cộng với lại li ti 37 đang đứng yên. Thì nó sẽ ra là hai hạt nhân ít giống nhau. Thì nó là ít 24 rồi chứ còn gì nữa, đúng chưa? Đó. Có cùng động năng nhưng hợp với nhau một góc phi. Rồi, ok. Như vậy thì thầy sẽ vẽ như sau ha. Cái này dễ vẽ đồ vector, phải có góc mà đúng không ạ? Đây là proton bay vô nè. À, được chưa? Và hai cái hạt thành phần, hai cái hạt bắn ra đó thì nó giống nhau đúng chưa? Thì nó sẽ tạo ra tam giác cân. À, do là nó giống nhau cho nên nó sẽ tạo ra tam giác cân. Thì dễ tam giác cân vậy đi. Đó, hợp với nhau một góc phi thì góc này chính là góc phi nè. Góc này chính là góc phi trong truyền thuyết của mình. Ok chưa? Đó. Biết phản ứng tỏa năng lượng là 2E chia 3 và không kèm theo bức xạ. Được chưa? Đó. Động năng của hai hạt này là E. Được không ạ? À? Rồi. Bây giờ tính tan của góc phi coi nó sắp xỉ bao nhiêu. Tan của góc phi muốn sắp xỉ bao nhiêu thì... Câu này không cần dùng tới định lý Hamsin đúng không? Dùng tới định lý Hamcos là ra rồi. Được chưa? Ok chưa? Thì đây là 180 độ trừ phi nè. Đó. 180 độ trừ phi đó. Và bây giờ mình có nè nha. Động lượng của hạt nhân ít. Đây là động lượng của hạt nhân ít luôn nè. Đúng chưa? Đó. Nhưng mà hai cái này nó khác phương cho nên thầy phải để ký hiệu là ít, ít phẩy ha. Còn đây là B bình của proton. Chúng ta biết là động lượng bình nó bằng cái gì nè. Bằng. Đúng chưa? Động lượng của hạt proton bình thì nó sẽ bằng theo định lý Hamcos nha. Bx bình phương cộng đi cho Bx phẩy bình phương cũng là Bx bình phương thôi. Hai này bằng độ nhau, độ dài mà. 2Bx bình phương nhân cho cos của, đúng chưa? 180 độ trừ phi. Thì khổ nổi cái là cos của 180 độ trừ phi thì nó cũng sao? Nó là trừ cos phi, đúng chưa? Cho nên thằng này biến thành dấu cộng cos phi. Được chưa? Thằng này biến thành dấu cộng có phi hết. Được chưa? Nghe nha, xong câu này á thì mọi người có thể ao nghỉ ngơi đúng chưa? Xong câu này ao nghỉ ngơi đi ha, thầy chữa tiếp mấy câu kia. Rồi bây giờ mình sẽ có là B của proton bình bằng B đúng không ạ? Nói chung là này bình cộng này bình bằng hai lần tích hai cạnh nhân cho cos của góc xen giữa. Cos của bi trừ alpha chính là trừ cos alpha. Cái đó là bình thường rồi đúng không ạ? Cái đó là bình thường rồi. Được chưa? Rồi. Thì nó ra vậy ha. Thì mình có gì nha? Mình có là động lượng. Mình có là vậy ha. Động lượng mà liên hệ với động năng á. Thì nó sẽ ra vậy nè. Nhớ không ạ? B bình sẽ bằng 2mk. Như vậy ở đây chính là 2m của proton. K proton bằng 2mx kx cộng 4 luôn đấy nha. Rút ra luôn đi chứ. Đúng chưa? Rút số 2 ra luôn. B bình của mình là bằng 2mx kx. Ở bên trong còn đúng 1 cộng cos phi vậy thôi. Ok ha. Ở bên trong còn đúng 1 cộng cos phi. Rồi, ok. Ok, pay pay. Rồi bây giờ mình có cái thứ hai nữa nè. Nó nói là phản ứng tỏa ra năng lượng là 2E chia 3. Đúng chưa? Vậy là chúng ta sẽ lấy động năng của các hạt lúc sau là 2 động năng của hạt nhân ít trừ cho động năng của hạt lúc đầu là động năng của proton nè. Được chưa? Thì tương đương. Nó là năng lượng của phản ứng tỏa ra là 2E chia 3.
thì bằng đi cho 2 kx, đúng chưa? Kx của mình là bao nhiêu? Thì kx của mình á là e trừ đi cho cà phê, đúng chưa? Trừ đi cho cà phê là k của proton, thì suy ra cà phê của mình nó sẽ bằng 2 trừ đi cho 2 phần 3, sẽ ra 4 phần 3 chưa? 4 phần 3 e, hợp lý chưa? Rồi bây giờ mình sẽ thay vô đây, thay vô đây 2 nè nhân cho MV, thì xin thưa là MV của thầy là bằng 1, đúng chưa? Bằng số khối mà. Nè, lấy khối lượng hạt nhân bằng số khối, đúng chưa? Vậy là đây, 1. À, nhân cho cà phê. Cà phê của mình hồi nãy tính ra là 4 phần 3 của E. Rồi ra. Thì nó sẽ bằng 2 là 2 nhân 2 nhân cho MX. MX của mình là 4. MX là mình 4 nè. Kx là chữ E. Được chưa? Xong rồi 1 trừ cộng đi cho cos phi. Rồi suy ra cos phi thôi. Suy ra cos phi bằng bao nhiêu thôi là ra được tan phi ha. Đấy, này mất đi. Giãn ngay chút, giãn ngay một chút. Ra là trừ 5 phần 6. Được chưa? Như vậy thì tan của góc phi, đúng không? Tan phi chính là tan của arccos thôi. Tan của arccos trừ 5 phần 6 thôi. Dễ ờm quá mà. Dễ ờm quá mà. Vậy là trừ 0,66. Đáp án là câu B. Rồi đó. 9 điểm rồi đó. Được chưa? Thì tới đây thì mấy bạn mục tiêu thấp thì cứ nghỉ ha. Còn bạn nào mà nghe được thì nghe, đúng không? Bình thường thôi. Blue đi siêu mà chiêu thôi. Đó, thì nói lại nha, là đây là cái định luật bảo toàn động lượng, đúng chưa? Và mối liên hệ giữa động lượng và động năng á, chính là cái mối liên hệ này. Mối liên hệ giữa động lượng động năng chính là mối liên hệ này. Thì chúng ta phải nắm bắt được, đúng rồi. Chúng ta mới làm được. Đó thì mình sẽ tính ra được có góc phi. Góc phi thì ok. Có 37. Được chưa? Đây câu 37 nha. Đây nè. Chiều nay thầy sẽ sửa đề số 12. Đúng chưa? Nào chưa làm thì ở nhà làm đi. Câu 37 là trong thí nghiệm John về giao thoa ánh sáng nhìn thấy nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bức sóng là lambda 1 là 600, lambda 2 trên màn quan sát xét về một phía sau vân trung tâm trong khoảng từ vân sáng bậc 1 tới vân sáng bậc 17 của bức xạ 1 có đúng 3 vị trí mà vân sáng của hai bức xạ trên trùng nhau, đúng chưa? À.
Trong các giá trị có thể có của lambda 2, giá trị nhỏ nhất gần nhất bao nhiêu? Hiểu không à? Đó thì mình sẽ lập cái tỉ số ha, bài toán giao thoa hai bức xạ mà. Thì bằng lambda 2 chia cho lambda 1. Lambda 1 là 600 rồi. Thì bằng một cái tỉ số B chia C. Với B là cái bậc trùng của lambda 1, đúng chưa? B là bậc trùng của lambda 1, mọi người hình dung không? B là bậc trùng của lambda 1. Đó thì mình sẽ có nè, từ 1 đến 17. Đúng chưa? Từ vân sáng bậc 1, từ K1, K1 từ 1 tới 17 là có 3 vân trùng. K1 nè bằng 1 đến 17 thì nó chỉ có 3 trùng. Ok, thì bây giờ mình biện luận nè. Được chưa? Biện luận nè, nếu B mà bằng 1 thì không được rồi ha. Đúng chưa? Nếu B bằng 1 là không được rồi. Tại sao giờ nếu B bằng 1 á là từ 1 tới 17 có 17 vân trùng luôn. Đúng chưa? Đó, nếu B của mình bằng 2 thì chúng ta sẽ có cái chuỗi trùng là bậc 2 nè, trùng một lần nè. Bậc 4 trùng một lần nè, bậc 6 trùng một lần nè. Bậc 8 trùng một lần nè. Đó là nhiều hơn 3 lần chưa? Nhiều hơn 3 lần rồi, lớn hơn 3 lần rồi. Loại luôn. Đúng chưa? Còn B mà bằng 3 thì sao? Đó, cứ vậy ha. Ở B bằng 3 thì sao? B bằng 4 thì sao? Thì thử B bằng 4 nha. B bằng 4 thì thằng đầu tiên là 4 nè. 4 nhân 2, nhân cho những số nguyên nha. Nhân 2 thì ra 8 nè. Đúng chưa? Hiểu không? Nhân, đúng không? Bình thường là mình nhân 2B, 2C nè. Rồi 3B, 3C nè. Đúng chưa? Ở nhân cho những số nguyên liên tiếp. Nhân cho 3 là 12. Nhân cho 4 là 16 rồi. Là lớn hơn 3 lần rồi. Cho nên loại. Đúng chưa? Lớn hơn 3 lần rồi. Cho nên loại. Được chưa? Nhân, ok. Hiểu không ạ? Ý là trong khoảng từ 1 tới 17 nha. Mình chỉ lấy những số cho 1 tới 17 thôi. Còn B nếu mà bằng 5 thì sao? B bằng 5 thì nó có 5 nè, 10 nè, 15 nè. Đúng chưa? Rồi, tiếp số tiếp theo là 20. Mà 20 thì không nằm trong từ 1 tới 17 rồi. Vậy là có 3 lần. Đúng chưa? Có đúng 3 lần. Hợp lý chưa? Ở B bằng 6 coi có mấy lần. B bằng 6 thì có 6 nè, 12 nè, 18 nè. Đúng chưa? Vậy là có 2 lần thôi. Vậy cũng loại luôn. Vậy thì chỉ có đúng một trường hợp thôi là B bằng 5. Chỉ có đúng một trường hợp thôi là B bằng 5. Xong. Xong nhá. Hết hết bài rồi đó. Vậy suy ra lambda 2 chia cho 600 sẽ bằng 5 phần C. Table thôi. Table coi lambda 2 nhỏ nhất là bao nhiêu. Table coi lambda 2 nhỏ nhất có thể là bao nhiêu. Nhớ nhớ cho thầy nha. C phải sao? Phải 5 chia C phải tối giản nha. 5 chia C phải tối giản cho thầy. Đúng chưa? Ví dụ ra C là 10 đi chăng nữa đúng không? Là không được nha. Rồi. Mod 8 nè. 3.000 chia cho x xì cho x chạy từ 1 cho tới 29 luôn. Đúng chưa? Đó. Giờ mình thấy cái chuỗi nè. Từ đây là thấy là được được nè, ánh sáng nhìn thấy nè. Đúng chưa? Đẹp dai nè. Ánh sáng nhìn thấy nè. Hết rồi. Chỉ có khoảng này là ánh sáng nhìn thấy thôi. Đúng chưa? Chỉ có khoảng này là ánh sáng nhìn thấy thôi và số nhỏ nhất của mình chính là 428. 428 là gần 0,45 micromet nhất. Đúng chưa? Gần 0,45 micromet nhất. Hiểu không? 428. Thầy nói lại nha. Là vân sáng à vân trùng. Thầy nói lại nè. Là khi chúng ta cho từ 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 trong cái khoảng từ vân sáng bậc 1 tới vân sáng bậc 17 của lambda 1 á.
thì nó chỉ thấy là ba vân trùng thôi, ba vân trùng thôi, đúng chưa? Nếu cái bậc trùng của điểm của lambda một là bằng một thì chúng ta có tới 17 vân trùng luôn, tại vì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 là 17 vân trùng. Nếu mà b bằng 2 thì chúng ta chỉ được nhân cho những số nguyên đúng không? Rồi có 2 4 6 8 thì đếm thử nha, 2 4 6 8 10 15 20. Alo. Làm gì? 2 4 6 8 10. Đúng chưa? 12 14 16 là 8 vân trùng, đúng chưa? Ở đây nè, có tới 8 vân trùng. 8 vân trùng là. Rồi 3 thì sao? 3 thì là những số chia hết cho 3 đúng không? 3 6 9 12 15 đúng chưa? Là 5 vân trùng. Ở B bằng 4 nè. B bằng 4 thì có 4 8 12 16, vậy là có 4 vân trùng. Rồi chưa? Còn 5 thì chỉ có 5 10 15 thôi, là 3 vân trùng. Đó là hợp lý. Đó. Là hợp lý luôn. Hiểu không? Ba tám nha. Câu D hả? Tại sao là câu D nhỉ? 25 425 á, là ở giữa của 0,4 với 0,45. Vậy là 428 phải là gần 0,45 chứ ta. Ủa nó đang ngồi kế con à. Gì trời. Đó, chụp cái bài này gửi vô cho nó coi là được. Ok. Rồi câu 38 nè, đạt điện áp U bằng 200 cos omega t cộng phi vôn với omega không đổi với hai đầu mạch AB như hình bên, thì công suất cho đoạn mạch AN nha. BAN là BR lớn R nhỏ đó, bằng gấp 2 lần công suất tiêu thụ cho đoạn mạch MB. MB là B trên R nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta có luôn thằng này chính là R lớn cộng R nhỏ nhân cho y bình nè. Bằng gấp đôi R nhỏ nhân cho y bình nè, thì suy ra R lớn bằng R nhỏ luôn. Được chưa? Được chưa? Rồi. Bài này ok. Điện áp giữa hai đầu UAN và UNMB có cùng giá chiều trùng nhưng lệch pha nhau một góc là pi chia 2. Được chưa? Để áp dụng với hai đầu MN gần giá trị nào nhất sau đây? MN gần giá trị nào nhất sau đây? Đáng suy ngẫm đấy, đáng suy ngẫm, đáng suy ngẫm đấy. UAN và UMB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng mà lệch pha nhau là pi chia 2. Đúng chưa? Cũng được đó nha, cũng được của ló đấy, được của ló. Giờ mình sẽ dùng cái gì đúng chưa để mình ra được cái mối liên hệ đây. Bây giờ mình có là UAN vuông pha với UMB đúng chưa, vậy đầu tiên thầy sẽ dùng quy đổi góc là có tích tan đúng chưa, hai thằng vuông pha với nhau thì tích tan bằng trừ một đúng chưa, tích tan bằng trừ một đó. Phi AN là bao gồm mạch của mình là có ZL nè,
Để cho ZL nè. Xong rồi chúng ta đem chia đi cho R lớn cộng R nhỏ. Thì thầy chuẩn hóa luôn đi ha, thầy chuẩn hóa luôn đi. Thầy cho R nhỏ bằng 1 đi. Thì R lớn của mình cũng bằng 1 luôn. Vậy là nhân cho R lớn R nhỏ nè. Nhân cho ZL trừ ZC chia đi cho R nhỏ nè. Đúng chưa? Thì nó bằng âm 1. Thì tương đương là nhiêu? ZL là ZL. R lớn R nhỏ là 1 cộng 1. ZL trừ ZC là không biết. R nhỏ là 1 bằng âm 1. Đó, một phương trình, đúng chưa? Một phương trình. Một phương trình. Ok. Rồi, một phương trình là như vậy ha. Rồi bây giờ mình làm sao cho nó nhanh nha. Làm sao cho nó nhanh nha. Hay mình nên đặt U đi nha. Đặt U đi. Rồi mình thay vô kia. Đặt U đi rồi thay vô kia. Căng phết đấy, căng phết đấy. Đặt U rồi thay vô kia cũng căng phết đấy. Rồi nha, để coi coi có cách nào hay không, có cùng giá trị hiệu dụng. Cùng giá trị hiệu dụng, ok. Vậy có một cái thông tin nữa là cùng giá trị hiệu dụng là UAN bằng UMB, đúng chưa? Cho nên là ZAN thì chắc là cũng bằng ZMB luôn, nhưng mà thầy bình lên luôn ha. Z thì bằng gì nè? Z là bằng R lớn nè. Cộng R, ZAN là bằng R lớn cộng R nhỏ bình nè. Cộng đi cho là ZL bình, đúng chưa? Đằng này nó sẽ bằng đi cho là R nhỏ bình cộng đi cho ZL trừ ZC tất cả bình, đúng chưa? Ừ. Thì thầy cần là thầy tình cần cần ZLC. Cần ZLC đó, đúng không? Rất là cần ZLC đó. Vậy thầy sẽ đây. R lớn là 1, R nhỏ là 1 tất cả bình. Còn ZL của mình á, nếu mọi người nhìn kỹ ha, thì ZL của mình thực chất nó chỉ là trừ 2 chia cho ZLC thôi, đúng chưa? Vậy là trừ 2 chia cho ZLC tất cả bình bằng đi cho một bình cộng đi cho ZLC bình. Ở từ đó mình tính cho thầy ZLC là nhiêu là được ha. Từ đó tính giùm thầy ZLC là bao nhiêu là được, đúng chưa? Từ đó tính thầy ZLC là nhiêu là được nè. 2 bình phương cộng đi cho trừ 2 chia cho x xì tất cả bình phương bằng đi cho 1 cộng đi cho x bình phương xếp xôn 2. Ôi giời quá đẹp luôn rồi chứ. Húp múp rụp luôn. Được chưa? Múp rụp luôn. Rồi xong, bây giờ UMN ha, nó hỏi UMN. Phải cái UMN cần ZL nữa. Thôi vậy suy ra ZL luôn đi. Chưa? Đây là thằng này là độ độ lớn nha, đúng không à? Độ gọi là chỉ tuyệt đối nha. Đúng chưa? Tại vì ZLC nó bị âm, đúng chưa? ZLC trong trường hợp này nó bị âm. Vậy thì mình sẽ có là ZL của mình nó sẽ bằng đi cho là 2 chia trừ 2 chia cho ZLC. Nói chung là 1 á. Nói chung là 1. Rồi xong. Và bây giờ nó nói là UMN đúng không? Nó hỏi UMN đúng không? Mà cái U mình có là U gì? À là U giữa hai đầu đoạn mạch. Thì nó sẽ bằng đi cho ZMN là Z dây chia cho Z của nguyên đoạn mạch. Đúng chưa? Vậy tương đương UMN á, là chưa có nè. U của mình á là bao nhiêu? Thì xin thưa U của mình là 1 log 2. Đúng chưa? U của mình á, U hiệu dụng của mình nó là 1 log 2. Thì nó sẽ bằng z dây z dây chia z nè, cho nó một cái căn luôn, cho nó một cái căn luôn, được chưa? Z dây của mình á là ZL bình, ZL bình cộng R nhỏ bình. Còn Z của mình á là R lớn cộng R nhỏ tất cả bình cộng đi cho ZLC bình ha. Thế thôi, thế thôi bạn ơi. Đó thì này là một nè, này là một nè, nguyên đống này là hai nè, thằng này là hai nè, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ bấm máy tính.
100 căn 2 nhân đi cho căn của 1 cộng 1 chia cho 2 bình cộng 2 bình ra là 70,5, 70,7 và bình lên. Lấy căn 50 căn 2. Ồ. 70,7 sắp xỉ 70,7 volt. Đúng nha. 70,7 là gần bao nhiêu? Là gần 67 à. Số sao ta? Số hơi xa nữa nha. Coi có nghiệm nào khác không? Rồi có một câu thôi, có một nghiệm thôi. Vậy đúng rồi ha. Ok. Bấm lại một lần rồi. 100 căn 2 nè. Nhân cho căn của 2 chia cho 4 cộng 4 8. Vậy câu D ha, câu D là gần nhất rồi. Rồi tiếp, câu số 39. Gì trời? Cho 4 điểm O, A, B, C nằm trong một môi trường truyền âm, trong đó A và B nằm trên nửa đường thẳng đi qua O. Tam giác ABC vuông cân tại A. Được chưa? Tam giác ABC vuông cân tại A nha. Giờ mình vẽ nè. Vuông cân tại A. Được chưa? O ở đây đi. A với B. A với B đâu? A với B vuông cân tại A. Tam giác gì vuông cân tại A ta? ABC à? B nằm ở đây đi. Thì C nằm ở đây. Đúng chưa? Vuông cân tại A luôn, uy tín luôn. Điểm 10 cho chất lượng luôn đó chứ. Đây. Vuông cân tại A. Hợp lý. Gì ta? Mức cường độ âm tại A và B lần lượt là 50 decibel và 40 decibel. Để mức cường độ âm tại C là 48 phẩy tám gì đó decibel, 48,489 decibel. Được chưa? Thì sao? Thì cần đặt tại ô số nguồn âm giống nguồn âm ban đầu là bao nhiêu? Chưa? Ok. Rồi, ha. Đây là mối liên hệ thôi. Đây là một cái relationship thôi. Được chưa? Thì mình sẽ có gì nè? Có gì đây? Có điều gì? Có điều gì đây? Rồi bây giờ nghe nha. Thầy sẽ dùng hai cái 50 và 40 ban đầu này nè. Thầy sẽ dùng gọi là mix, đúng chưa? Thì thầy nhắc lại mix cho mọi người nha. Đối với mix 1, đúng chưa? Thì L, M trừ LN của thầy á, nó sẽ bằng đi cho 10 logarit IM chia cho IN. Nó sẽ bằng đi cho 20 logarit, đúng chưa? RN chia cho RM. Ok là chưa? Đó. Nhớ chưa? Thì đây gọi là mix 1. Mix 1 thì nó không có đầy đủ bằng cái phiên bản này là mix 2. Mix 2 thì nó về mọi người là IM chia cho IN đó. Hay nói cách khác là số nguồn âm tại M chia cho số nguồn âm tại N đó. Quên, sorry, số nguồn âm lúc đầu, số nguồn âm lúc sau, nếu mà số nguồn âm có thay đổi nha. Được chưa? Nếu mà số nguồn âm có thay đổi thì số nguồn âm ứng với
À, cái cường độ này đúng chưa? Đây, y phẩy đi. Đây là phẩy ha. Đó. Hay là cái trên phẩy cũng được, cái nào phẩy cũng được ha. Ví dụ này y phẩy. Đó. Thì nó sẽ bằng nhân đi cho RN chia cho RM tất cả bình phương. Thì nó sẽ bằng đi cho 10 mũ LM phẩy trừ cho LN. Được chưa? Ở đơn vị là Ben. Thì đây là Miss 2. Này là vô địch thiên hạ, vô địch đẹp trai khắp vũ trụ luôn đúng không ạ? Đó thì mình sẽ dùng cái này để mình làm ha. Mình sẽ dùng cái này để mình làm. Và bây giờ mình sẽ có nè. Thầy sẽ dùng IA lúc đầu chia cho IB lúc đầu đi ha. Cái này là mình không có đúng không? Cái này mình ghi cho vui thôi. Chủ yếu là cái này. Thì lúc đầu thì số nguồn âm lúc đầu ở đây cũng là số nguồn âm lúc đầu nhân cho từ ô cho tới chữ, nó bị ngược lại mọi người ha, nó bị ngược lại đúng chưa? Từ ô cho tới chữ B chia cho từ ô cho tới chữ A tất cả bình phương. Đó. Thì nó sẽ bằng đi cho 10. Nhớ là ở để đơn vị là Ben thì thằng này sẽ là 5 trừ 4 ha. Không, để đơn vị là Ben thì thằng này sẽ là 5 trừ 4. Được chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý chưa? Hợp lý của con nó. Của ló đúng không? Hợp lý của ló luôn đó chứ. Được chưa? Thì thằng này nó sẽ ra là tương đương OB chia cho OA của mình. Nó sẽ bằng 10. Hiểu không? OB chia OA của mình sẽ bằng căn 10 chứ thầy sorry. Được chưa? OB chia OA sẽ bằng căn 10. Được chưa? Như vậy thầy sẽ đặt. À, thầy sẽ đặt OA là bằng 1 nha. Thầy sẽ đặt OA là bằng 1 nè. Đúng chưa? Để cho OB của mình á là căn 10. Và để cho AB của mình á là căn 10 trừ 1. Và để cho BC của mình á là căn 10 trừ 1 nhân đi cho căn 2. Rồi chỗ này hiểu không? Phải coi chỗ này có hiểu không nè. Giờ phải coi chỗ này có hiểu không nè. Rồi mới tính được nha. Rồi mới tính được. À, rồi mới tính được. Hợp lý không? Hiểu không? Sao mà hiểu được đúng chưa? Sao mà hiểu được lòng tôi? Ban đầu chỉ có một nguồn âm thôi. Đúng rồi, cho OA bằng 1 á. Cho OA bằng 1 thì OB là căn 10, đúng chưa? Cái này sẽ là căn 10 trừ 1 thì cái này sẽ là căn 10 trừ 1 và thằng này sẽ là căn 10 trừ 1 nhân cho căn 2. Đúng chưa? Tam giác vuông cân. Tam giác vuông cân đúng chưa? Cạnh huyền bằng cạnh góc vuông nhân căn 2 là nó vuông cân. Góc này 45 độ đúng chưa? Với việc góc này là 45 độ, thầy dễ dàng tính được OC theo định lý hàm số cos đúng chưa? OC bình phương sẽ bằng BO bình phương cộng BC bình phương trừ đi cho 2 BOBC nhân cos 45 độ, đúng chưa? Như vậy thầy sẽ ra được OC bình là bao nhiêu? Thiên lý ơi, em có muốn ở lại đây không? Ngoài trời mưa giông, nhiều cô đơn lắm nghe. Thường nghe thiên lý xong ao luôn. Đúng là anti fan chân chính mà. Một anti fan chân chính. Căn 10. Nhân đi cho căn 10 trừ 1 nhân cho căn 2. Cồng kềnh, hết sức là cồng kềnh. Nhân cho cos của 45 độ thì thể rẽ qua đơn vị là góc là độ đi. Đó, thì nó sẽ ra là 12 trừ đi cho 2 căn 10 luôn. Đúng chưa? Đó, thầy lại chơi cái trò mất nết này, đúng chưa? IC lúc sau chia đi cho y gì? Chia cho IA hả? Chia cho IA lúc sau. Đúng chưa? Pythagore hả? Ha. À, không Pythagore cho lẹ nha. Cày thế, đúng chưa? Nhưng mà do tam giác này vuông cân, đúng chưa?
Thì thầy Pythagore cho lẹ nha. Đây là căn 10 trừ 1 đúng chưa? Thì Pythagore là ra OC. Lại nghĩ nhiều rồi đúng không ạ? Lại bếp Guardiola đó. Được chưa? Ở đây là N lúc sau chia cho N lúc đầu nhân đi cho là OC OA chia đi cho OC tất cả bình phương đúng chưa? Rồi bằng đi cho 10 mũ nè. Hai thằng này đổi ra L thì sẽ lấy là 40 mấy ra? 48 đúng chưa? 48 thì nó phải đổ qua bên là 4,8489 trừ cho bên kia là 50 đúng chưa? Trừ cho thằng kia là 50 hiểu mà. À, này trừ cho này nè. Ok baby. Thì tương đương n phẩy là n phẩy, còn n của thầy á là một đúng chưa? Số ngoại âm ban đầu nè, số ngoại âm ban đầu nè là một nguồn đúng chưa? Đó về OA, OA của mình là một bình phương, OC bình của mình là 12 trừ đi cho 2 căn 10 đúng chưa? Thì nó sẽ bằng đi cho 10 năm chứ, thằng này là năm chứ, sorry 10 mũ bị vùng bè vậy đó. Nói chung là tính ra n phẩy ha, n phẩy sẽ là 10 mũ 4,8495 à, 89 trừ 5 tất cả chúng ta đem nhân đi cho 12 trừ 2 căn 10 bằng ra 4 ra 4. Nhưng mà nói gì, nó nói gì, nó nói... bạn nào khoanh số 4 không điểm đúng nha, bạn nào khoanh, bạn nào làm tới đây đúng chưa, bạn nào làm tới đây rồi tài đó, nhưng chưa tài đâu đúng chưa, nhưng chưa tài đâu nha. Cá mấy con cá rô đồng đúng chưa, mấy con cá rô đồng dính một tí nước biển tưởng mình là hải sản, chưa tài đâu được chưa. Rồi tại sao, tại vì nó hỏi là số ngoại âm đặt thêm cơ, thì nó phải là lấy n phẩy trừ n là bằng 4 trừ 1 là 3 nguồn, 3 nguồn là đáp án cuối cùng của tôi đúng chưa? Được của nó nha, tính ra là Pythagore nhanh hơn phết. Đâu Pythagore thử coi, Pythagore thì để bình luôn đi nha, căn 10 cộng 1, căn 10 trừ 1 chứ, trái cá bình cộng 1 là xong. Đúng rồi. Ngon trade, ngon trade. Ngáo ác đúng rồi. Tự nhiên mình lấy hàm cốt chi cho nó lâu. Chỗ màu xanh, xanh dương này dùng Pythagore được nha. Và chỗ màu xanh dương này Pythagore một phát là ra. Nốt câu cuối. Chú Happy New Year. À, có 40 hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục OX dao động quanh vị trí bằng O với cùng tần số cùng biên độ. Biết điểm sáng một dao động sớm pha. À. Thì bấm lại thôi chứ giờ sao? 1,3 mấy thì làm gì có đáp án.
lại thôi, 10 cái này là 10 mũ cái nấm này rồi nha. Bấm chưa? Bấm 10 mũ chưa? Rồi, được chưa? Biết điểm sáng 1 cùng biến độ nha. Sớm pha 2π/3 so với điểm sáng 2, hình B mô tả khoảng cách giữa hai điểm sáng trong quá trình dao động. Tại những thời điểm mà điểm sáng 1 đi vào vị trí cân bằng ô theo chiều âm, thì độ lớn vượt tốc tương đối của điểm sáng 1 so với điểm sáng 2 xấp xỉ là bao nhiêu? Trả lại chưa? Bây giờ đầu tiên nha, mình khai thác được gì từ cái đồ thị này? Khai thác được gì từ cái đồ thị này? Thì mình sẽ khai thác chu kỳ, đúng chưa? Chúng ta biết ha, khoảng cách của hai dao động D đó thì nó chính là x của điểm sáng 1 trừ cho x của điểm sáng 2. Thì thực chất thằng này á nó sẽ là bằng a góc 0. Đúng chưa? Dao động 1 sớm hơn dao động 2 hả? Vậy là a góc 2π/3 trừ đi cho a góc 0. Ví dụ vậy, đúng không? Thầy cũng không chú trọng pha ban đầu lắm, đúng chưa? Thầy cũng chả chú trọng pha ban đầu lắm trong cái bài này. Thì nó là một góc 2π/3 trừ đi cho một góc 0 thôi. Rồi ra nhiêu? Này ra nhiêu trước đi rồi tính tiếp, đúng chưa? Này ra nhiêu trước đi rồi tính tiếp. Nhiêu ta? Nhẩm đi. 2π/3 là ở đây. Xong trừ cho một góc 0 là cộng cho một góc 0 là ở đây. Vậy nó sẽ ra là 5π/6 đúng không? Nó sẽ ra là ở 5π/6 đúng không? Vậy thì nó sẽ ra là a góc 5π/6 đúng nhỉ? 2π/3 là ở đây nè. Xong rồi bên kia là một, xong rồi chiều ở đây. Tổng hợp hai này thì ra đường phân giác. Thì tách này ra làm hai. Đúng rồi. 5π/6. Đó, được chưa? A góc 5π/6 thì thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ mình nhìn vô đây ha, mình sẽ thấy được đây chính là biên độ ha. Đây mọi người, đây chính là biên độ của dao động tổng hợp. Ôi trời, từ từ, nhầm, chết đòn rồi, chết đòn đấy. Được chưa? Như vậy là 1 với 1 với góc 60, góc 60 là căn 3, vậy là a căn 3 lần. A căn 3 góc là 5π/6 đúng chưa? Đó, nó phải ra căn 3 góc 5π/6 lần. Cho nên là thằng này sẽ là a căn 3 góc 5π/6. Và cái biên độ của D này nè chính là cái gì? Cái D mắt đúng chưa? Chúng ta dựa vào đồ thị nha. D mắt của mình là bằng cái gì nhỉ? D mắt của mình á là bằng cái gì nhỉ? Được chưa? D mắt của mình là bằng gì? D mắt của mình chính là bằng a căn 3. Bằng delta đó, bằng a căn 3. Và bằng để cho 10 luôn. Vậy suy ra biên độ dao động chính là 10 chia cho căn 3. Xong. Xong biên độ đúng chưa? Xong biên độ. Hợp lý chưa? Rồi tiếp theo ha. Do D cũng dao động điều hòa. Mọi người thấy không ạ? Do D cũng dao động điều hòa. Được không? D cũng dao động điều hòa thôi chứ có gì đâu. Đúng không ạ? Mọi người hình dung không? Hiệu của hai dao động điều hòa là một dao động điều hòa. Cho nên khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp để nó bằng không chính là nửa chu kỳ. Khoảng thời gian do D đúng chưa? Là một dao động điều hòa. Cùng tần số với lại hai dao động cũ. Cho nên là suy ra D bằng không hai lần liên tiếp cách nhau delta t của mình là t chia 2. Đúng rồi, t chia 2. Vậy là t chia 2 của mình là 1 2 3 4 5 6 ô. Mà 7 ô là 1,4. Vậy là mỗi ô là 0,2. Vậy là 6 nhân cho 0,2. Vậy suy ra t của mình sẽ là bằng 4,8. Đúng chưa? 0,2 nhân 6 là 1,2, 2,4 chứ. 2,4 giây. Là có chu kỳ T rồi. Hợp lý chưa? Có chu kỳ T rồi. Được không ạ? À? Hiểu không?
Rồi thì sẽ dễ, vòng tròn lượng giác cho D nha. Vòng tròn lượng giác cho D. Mọi người nhớ cho thầy, vòng tròn lượng giác của D á, thì đây chính là D nè. Còn đây chính là vận tốc tương đối, đúng chưa? Của một so với hai. Thật ra đây bài này phải hỏi là tốc độ tương đối cơ. À, độ lớn của tốc độ, đúng rồi, chính xác. Đó. Của một so với hai chính là cái này delta v chứ không gì hết. Đúng rồi, cái này chính là delta v đó. Còn này chính là delta x. Bài này hiện này chính là delta x luôn, đúng chưa? Đó. Cái này delta x thì này delta v thôi. Tại vì đạo hàm của delta x. Đúng không? Nghe nha. Nếu chúng ta lấy delta x là bằng x1 chữ x2 á, à, chúng ta đạo hàm á, thì có phải là ra ra được là V1 chữ V2 không? Mà V1 chữ V2 lại là vận tốc tương đối của 1 so với 2. Hiểu chữ ý chưa? Vấn đề là như vậy ha. Vấn đề là như vậy. Ok. Được không à? Rồi xong. Xong phim ha. Như vậy thì mình sẽ có là cái gì nhờ? Khi thằng kia, đúng chưa? Khi thằng kia. Thằng kia là đang ở thằng kia thì nó sẽ sớm pha hơn thằng này một góc là đúng không? Dễ pha hơn một góc là 2 pi chia 3. Mà sorry. Khi thằng mọi người nhìn nha, delta phi của dao động 1, đúng chưa? Với lại phi của khoảng cách, đúng không? Pha ban đầu của khoảng cách thì phi 1 là 2 pi chia 3. Đó, còn phi của khoảng cách là 5 pi chia 6. Vậy là nó cách nhau một góc là 30 độ, là pi chia 6 ha. Trừ pi chia 6, đúng chưa? Rồi, bây giờ nó nói nè. Khi thằng x1 đang đi qua vị trí cân bằng, đúng chưa? Khi thằng x1 đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm là ở trên này. Thì cái này là x, thằng này x1 luôn. Này V1 luôn ha. Đó, xài một chục luôn, xài một vòng tròn ấy luôn. Đó, thì một đang ở đây nè. Thì có phải là thằng khoảng cách luôn luôn sớm pha hơn nó một góc 30 độ không? Đó, thì thằng kia nó đang ở đây, đúng chưa? Thì thằng dao động, cái thằng khoảng cách đó nó đang ở đây. Cái thằng khoảng cách của mình nó đang ở đây nè. Đúng chưa? Thằng khoảng cách của mình chắc chắn đang ở đây nè. Đây chính là D. Đó. Thì lúc đó chiếu vô đây thì mình sẽ ra được gì? Sẽ ra được vận tốc tương đối. Được chưa? Vậy là vận tốc tương đối của một so với hai lúc đó là bằng trừ, đúng chưa? Omega delta căn 3 chia 2. Đúng chưa? Trừ omega delta căn 3 chia 2 là bằng nè, trừ. Có thấy đường không à? Có thấy đường phết đấy. Là bằng trừ nè. Omega của mình là nhiêu? Là 2 pi chia đi cho t thôi. Nhân cho delta. Delta của mình là 10 chia đi cho căn 3. Xong rồi nhân cho căn 3 chia 2 nữa. Là hợp lý, đúng chưa? Vậy bấm. 2 pi chia cho 2,4 nhân cho 10 phần 2 luôn bằng 25 pi chia 6. 25 pi chia 6 là vào cỡ 13,1 cm trên giây. 13,1 cm trên giây. 13,1 chứ không phải là 13,01 nha. 13,1 chứ nhỉ. Ok. Đó là xong. Đó là xong, được chưa? Đó luôn đó chị. À, mọi người thấy không? Thấy thằng khi thằng này là 2 pi chia 3 thì thằng này là đã là 5 pi chia 6 rồi, luôn luôn sớm hơn 30 độ. Đúng chưa? Thì ở đây, ở đây. Còn nếu mà lỡ lấy hai này trừ nhau thì nó sẽ ra là pi chia 6. Đúng chưa? Không ta. Lỡ lấy hai này trừ nhau. Lỡ lấy này trừ này rồi nha, để nhẩm coi. Chỗ này ra pi chia 6. Ra pi chia 6. Đúng rồi. Nè, nếu mà mình lấy thằng này trừ x2 chữ x1 nha. Bạn nào băn khoăn nè. Thằng này chữ x2 chữ x1 thì nó ra là
trừ bi chia 6. Tức là khi thằng này nằm ở đây. Đúng chưa? Khi thằng này nằm ở 2 bi chia 3 thì thằng kia nằm ở trừ bi chia 6. Hợp lý không? Vậy là khi thằng này nằm ở đây thì thằng kia chắc chắn sẽ nằm dưới đây. Và nếu mà trường hợp ngược lại á, thằng kia chắc chắn sẽ nằm dưới đây. Thì nó cũng vậy thôi. Thì nó cũng vậy thôi. Về mặt độ lớn thì nó như nhau, đúng chưa? Về mặt độ lớn thì nó như nhau, không sao hết. Được không? Cho nên nó là thằng nào trừ thằng nào không 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 quan trọng ha. Rồi xong. Rồi bye bye nha. Đã giải xong đề chép 10. See you again.